Không thì em đấm lưng. Okay. Em đang đấm lưng mà. Lão nạp Phương Sanh xin gặp mặt cậu nhân. Phương Sanh đại sư, lời người này đâu còn phải nói nhiều. Yêu nữa chắc là gì đó, để đệ tử gọi đầu hóa ra. Em đấm lưng cho chị đi. Khoan đã.